chào cô chú anh chị và các bạn, quay trở lại với kênh Tin Nơi Miền. Đây là shop của chị Hồng Loan, shop mới nha cả nhà. Đó, nó mang tên là shop bum 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 bum. Anh Hải và anh bạn em anh Hải đang hai anh em đang làm. Chào cô chú anh chị, anh Hải vừa em Hải đang làm các cái màn dưới che dưới chân cái cửa đó cô chú anh chị. Thì em đứng đây cũng cập nhật cho cô chú anh chị xem buổi chiều ngày hôm nay cái nhà tại shop mới của chị Hồng Loan, mang tên là Bum Bum, gồm có giày da, túi sách, dây nịt, ví do cá sấu. 506 Trường Sa, phường Hoa, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0938 091 0095. Đó cô chú anh chị coi thông tin. Hả? Gì? Nói chung hồi tối em cũng vào trong để em qua em chia sẻ cho cô chú anh chị xem tình hình phía trong, và bên shop chị Hồng Loan là một lầu, một trệt hai lầu nha cả nhà. Đây là đường Trường Sa nha cả nhà. Góc bên là có bờ sông, view rất là cực khủng luôn mọi người, mát lắm cả nhà, đối diện bờ sông. Và buổi chiều ngày thì rất nhiều người dân đi thể dục. Mới tới hả? Không có. Không phải. Hồi nãy mở từ mới đến đây, mở từ đứng có vô đi luôn. Chắc nghe mở từ qua về nấu quá. Vô vô. Chắc mở từ qua bên nhà đầu thì điểm quá, thấy chạy ngang qua. Cô gì chú bác anh chị và các bạn nghe cả nhà. Thì bây giờ shop của Hồng Loan cả nhà là cái tên Bun Bun cũng đã lên mà shop cũng đã lên đèn rồi, đèn led rất là đẹp nha cả nhà thấy không? Đó, đèn led rất là đẹp. Đó anh Hải nè, thấy không? Đó anh Hải nè. Đó thì tối hôm qua thì coi vòng vòng ở bên trong đúng không cả nhà? Đó thì bên trong cái shop mini rất nhỏ nhưng mà anh Hải vẫn làm cửa kiến đồ lắp đồ này kia lên cả nhà, cho nó sạch sẽ đẹp đẽ hơn. Đó để trong cái thuận lợi cái việc buôn bán hơn cả nhà. Đó bây giờ cả nhà cũng nhìn thấy ha. Đó lầu 1, lầu 2 nè. Thì cái shop này cả nhà là anh Hải ngủ dữ nha cả nhà. Đó, anh Hải ngủ dữ nha. Thì tại vì trong cái vấn đề này là có hàng quá ở chậm nha cả nhà. Và những hàng quá gọi là những sản phẩm dầu thơm đồ này nọ này kia đó cả nhà. Với những cái túi sách da mắc tiền đó thì phải có đàn ông nha cả nhà. Thì trong đây á thì để cái shop là Bun Bun. Đó cho nên cộng đồng mạng ta tưởng đó là shop này của Bum Bum. Đúng rồi. Không phải. À, không phải của Bum Bum mà Bun Bun là thằng Bun đó cả nhà, Bun á. Đôi khi mình cũng nói lộn luôn á. Bun là cháu nội của cậu Năm đó, bé Bun nhảy. Cháu ngoại á, cháu ngoại. Bé Bun là cháu ngoại của cậu Năm á. Bé Bun nhảy rất là đẹp nha. Với những điệu nhảy rất là đẹp nha cả nhà. Đó thì chị Nguyên chia sẻ cả nhà như vậy đó. Thì mình cũng lầm tưởng là shop này là để cho Bum Bum làm cái nhà, nhưng mà không phải của Hồng Loan luôn nha. Dạ Hồng Loan luôn. Bum bây giờ là con của Bum Bum cũng còn nhỏ đó, cho nên chưa có ra kinh doanh được. À, cũng phải lo cho con lớn đồ này nọ này kia từ từ mới kinh doanh. Thì địa chỉ ở đây là 506 Trường Sa. Ai có đi ngang thì hãy ghé vô mua ủng hộ những mặt hàng giống như là dầu xanh nè, dầu thơm nè, dây nịt nè, túi sách nè, này kia các kiểu. Ví cái xấu nè. Ngày 19 tháng 1 đây là khai trương lúc 4 giờ hai cô chú anh chị. Đây khai trương đó cả nhà, khai trương đó nha. Đó. Thế là chia sẻ ngắn gọn với cả nhà đó. Thì cả nhà cũng nhìn thấy không? Đó ở ngoài cái bờ hồ này rất là đẹp, đúng không? Đúng không anh? Rất là đẹp phải không? Đó.
ăn đơn của anh Hai nha. Anh Hai bị ăn gãy nữa. Của anh Hai nha. Rồi xong thêm một phần nữa. Thêm một phần nữa, không phải là đơn của anh Hai không, mà anh Hai đánh cho hai dạy mà hai kênh nữa nha, chứ không phải kênh nha. Đó, đánh về cái tội gì mà YouTube nó quánh hẳn luôn, nó không kháng cáo được. Là về tội gì nha cả nhà? Tội ly á, ly. Lấy cái khuôn mặt của anh Hai ra. Đúng không? Nó bậy nữa. Lấy khuôn mặt anh Hai ra và nó bậy và những hình ảnh của anh Hai ra. Đó là đem những cái ghi âm người ta ra. Đó thì bởi vì network người ta quét thôi. Bây giờ anh Hai không làm. Mấy người em út của anh Hai, mấy người trợ lý của anh Hai cũng làm mà. Đúng không? Đúng rồi. Trợ lý người ta bức xúc giùm mà anh Hai đúng không? Người ta cũng làm mà. Đúng không? Tự nhiên lên công kích rồi nói này nói nọ người ta thì người ta phải làm thôi. Cái đó là cái điều đương nhiên bắt buộc. Đúng không cả nhà? Mà những cái tình trạng mà ghi âm mà đi nói xấu người khác đó là rất tiểu nhân đó anh, rất là đó. Tiểu nhân luôn. Ghi âm mà đi nói xấu người khác rất là tiểu nhân. Đúng không? Luôn. Bởi vì cái chị mì xào này sau này không có ai mà dám cho cái chị mì xào này coi như là binh vực hay là cái gì một cái lĩnh vực nào hết. Đúng không? Nói chung là chị bây giờ cũng tới không được mà lui cũng lui không được, cũng như đó. Ở với gì ở đóng buồn thôi. Đó cả nhà. Tới thì tới cũng không được. Mà lui thì lui cũng không được. Tại sao tới thì tới không được? Tại vì á, tới á thì á bị ăn đơn bên kia rồi. Đó, bên kia đang suy nghĩ, tại vì bên kia tiền của nước ngoài nó gót vô cho tụi nó mà. Đúng không? Gót vô cho tụi nó mà để tụi nó mà làm cái chuyện này nọ này kia mà, đúng không? Đúng rồi. Đó, rồi á, bây giờ nếu mà nó rút đơn cho mình xào á thì á mấy cái người kia nói ủa mày làm đơn chi rồi mày tốn tiền, tốn bạc, tốn của tùm lum tốn thời gian chi rồi làm đã đời rồi rút. Đúng không? Không có được đúng không? Mà bây giờ á nó nghĩ là nó sẽ quay xe với Hồng Loan đó, mì xào quay xe với Hồng Loan thì sẽ được bên kia rút đơn, nhưng mà cuối cùng á bên kia cũng đang suy nghĩ và đang do dự đó, đâu phải là muốn rút là rút đâu đó, đúng không? Còn á những người bên trong bên ngoài rồi những cái thế lực của nó nữa đó, chứ đâu phải là ít đâu đó. Xin chia sẻ với cả nhà như thế để cả nhà được biết đó. Còn cái vấn đề á mà nó muốn quay lại bên đây, mì xào nó muốn quay lại để bảo vệ Hồng Loan thì chắc cũng không được rồi. Đúng không? Hết cơ hội rồi. Thì chắc cũng không được rồi. Không phải là hết cơ hội mà là người ta không tin tưởng. Không tin tưởng. Tại vì những con người đó, chị Ni nói thẳng luôn, những con người là những con người phản. Phản tiểu nhân. Phản tiểu nhân. Vô để giả bộ tiếp cận Hồng Loan đồ này nọ này kia tùm lum tùm la, nhưng mà cuối cùng quay ra hại Hồng Loan. Đúng không? Đúng hại rồi. Hồng Loan đúng không? Những cái tin nhắn gì kêu đưa cho bả đi, tin nhắn của cậu Sử đưa bả đi, cuối cùng đăng lên bung bét đồ này nọ này kia hết, là ai là cái người hại? Còn ngày thông tin nữa là cậu Sử cũng gặp má Tư đâu ngày hôm nay, chứ mà biết mấy hồi lúc mấy giờ. Thì nói chung cái vấn đề cậu Sử thì cậu Sử nói chung là bị khích thôi đó, bị khích với bị này kia thôi, chứ còn cái bà mì xào á, bả mà là đại diện phát ngôn cho Hồng Loan á, đúng không? Bả mà làm đại diện phát ngôn cho Hồng Loan á thì thôi rồi, thôi rồi nghe cả nhà, bả mà làm đại diện phát ngôn cho Hồng Loan chứ Hồng Loan á không có mì, lên đường không có mì lên gói mà ăn luôn đó, không có mì gói mà ăn luôn á đó. Rồi còn bả thì đi vô mà ủ tờ gấp đó không? Tại vì chưa gì bây giờ là mới làm YouTube thôi mà bả bị cái đơn á 7.5 triệu rồi đó, còn hai cái đơn hình sự nữa đó. Còn á quay qua bên phía bên này mà cái bác kia bác làm YouTube bên mà bên này. Bà kênh quá bác kia nhận YouTube mà cũng quảng cáo hoài rồi không nhận YouTube không. Thì hôm nay là kênh cả nhà ngắn gọn như thế đó đó, chia sẻ cả nhà thì tối hôm qua cũng đã quay hết trơn để gửi đến cho cả nhà rồi đó. Thì hiện tại giờ là mình cả nhà thôi tin bơ miền cũng xin kết thúc đây đây, hẹn cô chú anh chị các bạn bây giờ sau của chị ngày hôm nay nè. Giờ tiếp tục em sẽ quay lại là sách cũ của chị Hồng Loan nha. Máy bay cô chú chị, hẹn cô chú anh chị các bạn bây giờ sau. Máy bay.